Ui, tối nhỉ. Chà, hai đứa này. À. À, trên đấy về. Ba không gọi định đang đi bớt quả ra đi gì ăn một mình ạ. À? Hai này. Đáng ra được không thấy đâu là ăn luôn đây này. Ui. Bỏ ra. Sai. Không. Dơ bẩn. Đây là từ núi cho Ngọc đấy. Nắng Ngọc quá. Ngọc quý nhất cô em Ngọc. Ô Ngọc nó kiêng thịt gà. Em ăn thịt gà mà. Ừ, em kiêng. Ngọc ăn thử miếng cho em. Anh đưa cho Ngọc đấy nha. Em xin. Ăn há mồm Ngọc, há mồm. Ừ. Xe đây như. Ai xe như xe chú Hồng, xe toàn như. Nhưng mà chứ không ai hết rồi. Hai chung ở đâu có tập kia đâu. Ở đâu hết rồi. À. Cái gì nữa. Người đâu hết rồi vậy. Qua đâu. Anh lười em à. Cô gái. Ôi. Nhưng mà người đâu. Chú. Chắc chín rồi. Chín rồi này. Nhưng mà chú Hồng nó. À ôi nhỉ. Toàn đâu. Sao trong chỗ nào cũng có. Anh tìm đi. Chú Hồng ơi. Anh Toàn ơi. Đâu hết rồi. Hả? Đâu rồi? Nắng môi này. Ông ơi! Toàn ơi! Nhà vẫn còn đây mà không thấy người nhỉ? Toàn ơi! Toàn! Chú Hồng ơi! Ở đi đâu nhỉ? Hay là đi tìm anh em mình? Yên này! Vừa hẹn anh ra đây rồi mà. Gà ở đây mà sao không thấy người đâu nhỉ? Ừ, gà đây nhớ. Gà chín rồi mà. Ở đây đồ vẫn còn đây nhớ. Bia đây nhớ. Ăn gì ăn đâu? Đây mặn nhớ, đầy đồ ăn nhớ. Người đâu nhỉ? Không khí thế này thôi. Có thật không ạ? Ơ, đi đâu rồi? Anh gọi xem nào. Chú Hồng ơi! Cái này không phải bãi của anh em mình, bãi của người khác. Ừ, hay của người khác nhỉ? Hay mình đi nhầm đấy. Ơ, mà xe kia xe... Ừ, xe Toàn nhớ. Xe kia là xe của anh Toàn sao ấy? Ừ, xe Toàn mà. Đúng mà. Thế thôi anh mình vào ăn vào chưa gì cả. Thế nào phải chờ chứ. Hả? Không thấy thì thôi. Như là anh chú với anh nói thôi mình. Chà, hai đứa này. À. Ôi trời. À, trên đấy về. Ba không gọi định đang đi bớt quả ra đi gì ăn một mình ạ. Hai này. Đáng ra được không thấy đâu là định ăn luôn đây này. Ui. Bỏ ra. Sai. Không. Dơ bẩn. Đây là từng núi cho Ngọc đấy. Nắng Ngọc quá. Quý nhất cô em Ngọc. Ủa Ngọc nó kiêng thịt gà. Em ăn thịt gà mà. Em kiêng. Thế mà đâu từ thì nắng quá là lên kia ngồi tạm tí. Vừa nắng quá quá anh em lên chú với lại đi tìm xem có quả gì ở trên anh đây. Anh thì chú đứng ở đây em theo ô có nắng. Nắng quá nhỉ? Em cứ cầm đi, em cứ cầm đi. Nắng ngồi đây, không gà không ăn được đâu anh em ạ. Điểm đẹp đấy nhưng mà từ nãy giờ là nắng lên nó oai không chịu được. Tớ đang tính là ngon nhỉ? Tớ đang tính là bây giờ cái này thì tầm khoảng 3 phút nữa là chín là anh em mình di chuyển chỗ khác. Ôi xúc xích luôn nhỉ? Đây đây. Cho nướng nướng chín luôn em. Nướng nốt là mình chuyển đi chỗ khác. Đấy. Không, cái xúc xích này không cần nướng đâu. Cái xúc xích vừa nãy cầm nướng chưa? Nè, nướng hết đi. Hôm nay xiên mà. Ăn hết rồi sao ấy? Nướng tí nữa. Đó, hai ông ăn hết rồi. Đâu có được miếng nào đâu. Để đâu? Để đâu em? Anh chú nướng để ăn chứ. Hai đứa này chắc đến ăn hết xúc xích nướng để đây rồi. Đi qua cháu đã được miếng nào đâu? À chưa được miếng nào. Ăn đâu, mới đang định cầm cái này thôi. Của em. Đi ăn này cần thử miếng. Ăn thử đi. Có ngon không Khánh? Có mặn không? Có mặn. Mẹ cháu vừa đã đấy. Khánh ăn thử xem, cho Ngọc ăn thử miếng cho em. Anh đưa cho Ngọc đấy nha. Xin. Há mồm Ngọc, há mồm. Ngon nhỉ? Ngon vậy sao anh nướng xem. Hai đứa mày mang dọn dọn mấy cái này đi chuyển địa điểm nên không nắng lắm nướng nốt thì phải. Hay chúng mình mang cái chòi trong kia. Ừ. Cái chỗ chòi trong kia mình nướng. Trong kia có cái ở đây còn nắng ốm đấy mọi người. Dọn đi. Dọn luôn. Ngon cả này hết đi chị. Ngon hết. Nó nên mang vào trong đấy. Anh bỏ hết cái đấy vào trong. Ngon nên xong rồi Toàn ngồi nướng chín xúc xích này nó là vào trong đấy là vừa. Ngọc ăn bốn miếng xúc xích Ngọc nhỉ? Thôi em ăn một cái. Ừ, mua cả bia kìa. Ừ, mua cả bia. Có loại nước ngọt kìa. Thì có mấy lon này. Biết không có được bia nhưng mà thôi mua mấy lon có tí bia vào. Thế anh xem xét cho. Nay ngày lễ mà. Thôi cứ mà lại thoải mái. Hôm nay em cầm này nhá. Em cầm Ngọc cái này gỡ được không? Mang đồ cho anh nướng thêm tiếp. Anh gỡ đâu không Toàn? Gỡ được. Anh ơi. Về tớ lắp cả buổi sáng đấy bạn ạ. Lắp cả buổi sáng cơ. Gỡ cho. Gỡ này nóng quá nhỉ. Ôi giời, anh cắm cả đất thế này. Ừ, anh gỡ cái chốt của nó này. Cái đinh của nó này. Em gỡ cái đinh, em rút cái đinh ra cho đi. Ui giời, rụng rụa vào đấy. Đây, vậy cái này giờ cắm như nào anh? Đinh này. Em cầm cái này. Thiếu một cái đinh sao? Cũng như
đấy dễ mà, cái đấy lấy ra luôn. Và cái con nướng nó cái thứ thích này là anh em mình di chuyển. Đấy. Có cầm như vậy không? Em cầm cho. Thôi đi em đi cạo lấy cái dao cạo cái. Không phải là ngon đấy. Không, nó hơi cạo nó bong cái lên này mà. Này chín chưa? Chín không? Chín rồi. Cái túi nào sạch sạch mà bỏ ở đấy nhá. Lấy cái dao cạo qua thì anh cầm tí tớ sạch luôn. Tí bạn cầm cả này luôn. Bạn đây này lấy dao cạo qua cái cháy này bung hết luôn mà. Bạn chỉ việc đi gặp thôi còn cạo xem. Bung hết luôn. Ở giữa ấy, ở giữa. Anh chạy luôn. Thơm nhỉ. Của em đấy anh đừng có. Ai đút cho? Có ai cho mình nữa? Bọn này mình toàn nướng hết thôi, chưa kịp ăn lanh quanh là không thấy mình về là lanh quanh mình chén mất đi. Toàn đợi. Đúng rồi, đang đợi đây. Anh Khánh định chén thật đấy chú ạ. Anh ăn đi. Nhưng mà cái dâm rồi đấy. Ngồi lại dâm rồi đấy. Ừ. Hay là lại họ lại. Không ngồi lại được. Không ngồi ngồi đây chứ. Lại dâm rồi. Ngồi lại được đấy. Ngồi lên đường. Làm gỡ luôn kia ra mất rồi. Gỡ được. Tí nữa. Anh cho em xin một miếng ăn đi. Xe lấy cái dao Khánh ạ. Bạn có dao à? Đây đây tớ mang cái dao sạch kìa, là tí nữa là cứ cắt thôi hiểu không? Mình ăn kiểu đẳng cấp luôn. Chín mấy giờ? Chín giờ rồi. Biết là thấy tớ hôm trước là tớ thấy bạn kể đây không anh ạ. Tớ hôm trước bạn kể vào Ngọc cũng thích ăn xúc xích nên là tớ mua cả xúc xích cho Ngọc ăn nóng ăn nướng. Nào há mồm anh trời ơi nào. Bên đây. Hai này nữa. Ngon nhỉ? Đói xem tít thì rau về. Ngon à, chú Hồng nữa. Ơi trời ơi. Ơi trời ơi. Đói lắm rồi đấy, đợi mày lâu. Đây. Toàn nữa nhỉ? Thôi. Tí tự ăn cái miếng kia kìa. Cái bạn kéo tay à? Ừ thôi thôi. Thôi. Ở đây làm miếng. Ui. Ui giời, rơi nuốt vào trong cái này. Thôi thôi đừng. Anh Toàn kéo tay. Thôi. Ôi giời. đến với mình nhỉ? Mình cho mình ăn miếng bé nhất đi nhỉ? Ngon nhỉ? Ông ơi ông, giải rãi hết ở lao rồi kìa. Kỳ mút tay quá vậy anh. Nghe chưa chín mấy em ạ. Lấy nước tiếp. Gió mát nhỉ? Ui kìa bụi. Ui, sướng quá. Anh Khánh rồi bị đớp. Lấy sushi sắp chín rồi này. Vậy là chín rồi, vậy chín rồi. Tôi cứ cho chín lên đất ra. Tớ ngày xưa tớ đi học. Giải cái này ra Khánh thôi. Giải này cho mình ngồi. Ngày xưa đi học hai anh em mình đi chơi gần đói quá gần ăn xúc xích kiểu vừa mua phát là bóc ăn luôn này. Ở đây, đứng dậy. Xúc xích hay gì này? Xúc xích này đây này, Khánh ơi đây chỗ này là dâm này. Thế là chín rồi, bây giờ mình cũng để đúng qua mình cho nóng lại. Ngồi luôn cái gà đây. Nóng. Ngày xưa anh Khánh không nóng đâu. Ngồi rất tí. Đó nó quất tí. Ngồi đây cứ mà nóng rát người luôn. Ngồi đây. Không ngồi được đâu, nóng. Ngồi cho em mát này. Không nóng. Không nóng đâu. Ngồi đây không nóng, ngồi đi. Cứ ngồi thử đi đã. Tao thấy bình thường mà. Ui dồi ôi. Trời ơi, nước ô cho cháu vào này. Cái này chưa chín mấy này. Nó đỏ ở trong này. Ô, cái lòng này có chín rồi nhỉ? Chưa, chưa. Đây đâu đấy. Chưa. Toàn đang cầm tay run hết cả lên rồi. Toàn đói run hết rồi nhỉ? Anh Khánh có hai cánh này ngon thế này. Anh Khánh có thể vào ngồi. Ôi trời ơi. Ô, Khánh ơi. Hả? Đi ra ngoài kia kiếm thêm mấy cái lá về làm chỗ ngồi đi. Lá đi kiếm cái lá cái bìa ấy. Thôi cháu khác này để kiếm về chỗ ngồi. Ngọc đi cùng đi. Cùng Khánh. Anh đi cùng. Cái lá gì? Lily không ai đúng mày đi tìm đi. Không có đây mấy. Có bông hoa là chưa? Đâu có bông hoa đâu? Đâu hết nắng rồi không còn bông nữa. Hoa này hoa gì vậy anh? Vừa. Ôi hoa cứt lợn này. Hoa này là hoa yêu em. Yêu em. Tặng em. Em xin. Em thì em tặng anh. Em tặng anh đi hoa cứt lợn. Vậy tình chúng mình em ví như cứt à? Không đi này. Không hoa việc. Không hoa việc. 5 cánh hẳn xuống ngoài. Đeo vào hoa nhìn đẹp trai. Ừ. Thôi dụng ngồi. Anh đứa kia. Đấy. Tìm đi. À tìm lá. Ở đấy mỗi ngày hoa. Lôi em lên. Lên đẹp nào. Ui. Cái này cao lắm chú ạ. Không biết có cái gì. Cái lá nào không ấy. Cái lá thì cũng được luôn nhỉ. Không. Tìm phải cái lá ngồi đi đấy. Hoa anh tặng em đẹp nhỉ. Hoa này có thơm không? Hoa dụng mới rồi. Lá này ấy đó. Lá này ngồi ngứa. Lá ngồi ngứa đi thì chú ạ.
ổ rắn thế, chạy em ơi. Ôi dồi ổ rắn. Ui giời ơi. Lừa thì không được vừa thôi. Thôi đi xuống đi. Đi xuống héo. Thật đi chỗ khác ngồi đi, có chỗ này nắng đấy. Vâng, cho chú mình di chuyển ở trong kia nhá. Ôi xuống héo di chuyển trong kia còn nắng lắm. Em xuống trước đi. Đấy. Xuống trước đi. Nói gì anh ngã trước em ngã sau. Em xuống trước đi. Anh xuống trước đi. Nếu anh ngã trước thì sao? Đấy em không xuống được. Ừ, thôi bỏ đi. Vậy bố hồ nhỉ? Ôi đi xuống, kéo bê vào trong kia còn nắng lắm chú ạ. Xong rồi, xuống cách 9 rồi. Đi, đi, đi. Hết nhon, vào trong kia nhá. Ừ, vào trong kia thôi. Xuống cách 9 rồi. Dạ, 9 rồi nhỉ? 9 hết rồi. Đây, mình có 4 người, cũng còn 4 rích, xong rồi tớ ăn mất 1 cái rồi. Tớ 10 cái mà. 10 cái nhưng mà tớ mua chú 5 cái thôi. Tớ phải để ở nhà chi bạn tớ nào tớ đói tớ lấy ăn chi. Ôi món đồ đi đi. Thế cho dí nó cái đùi này chín nó lại chú ạ. Nhon chưa? Nhon. Nhon rồi. Nhon gì? Dí nó cái đùi này chín nó. Cầm đi để tớ bê cái thùng bia của tớ ra xe. Ừ, mang hết ra xe đi. Anh cần em bê hộ cho. Không cần. Bỏ đấy đi. Anh đem đứng. Cái đùi này ngon nhỉ. Ừ, thơm. Thơm thì thơm không? Cho cái đói lắm rồi. Đói quá rồi không ngửi thấy mùi gì nữa. Đói quá. Thế lúc nãy anh Khánh định ăn mất của chú đấy chú ạ. Chú Hồng nếu không ra thì cho ăn hết luôn. Khi nào không đánh bọn này là làm được hết. Đấy. Cái đùi này chưa chín mấy đâu. Rồi em cầm lấy cái này anh xem anh lở lại chưa chín chưa để còn ở trong kia ăn cho nó dâng. Thế em cầm đấy. Số 9 nó không cháy mất đến ngọc ạ, ăn không ngon đâu. Nhưng mà cái này này, tí ấy mà. Cái gà chín hết chửa có mang không? Tí hết than không ấy được ấy. Chín rồi anh ạ. Anh Hồng nhìn cho em cái. Em nghĩ bây giờ chín rồi. Xèo cái đuôi này ra nào. Xèo 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 cái đuôi ra này. Đuôi này. Sợ mạnh vào. Cầm ở cái chân cơ đầu chơi nước này không ạ? Chín rồi, chín rồi. Chín ngon đấy. Đây là khớp. Cầm sao? Cầm ở đây phát không xẻo. Cầm xuất được cái anh thì cảm thấy chú này nó đang kiểu trắng trắng này này. Không, thì trắng đây. Đấy là ức. Ức nó vậy đây. Không từng cái chín đâu. Ừ, chảy nước rồi. Cái này chưa chín đâu nhỉ? Chưa chín rồi. Phải cố thêm này tí nữa. Toàn với chú Hồng đi trước đi, sao mang đồ chưa có không hết đâu. Toàn chú Hồng ra vận chuyển trước đi. Hai đứa ấy xong rồi đi sau nhá, cầm cái này mang đi sau nhá. Đi. Xong là tí ăn xong là tí anh em mình quay đây mình cho dọn dẹp cái than. Ok ok. Thôi mang cái này ra cho. Chú mang ra chơi. Đi đi. Đi ra đâu, ra luôn đi. Để tí này.